Thưa quý vị, mùa mưa bão sắp đến, việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là các gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam gặp hoàn cảnh khó khăn là vô cùng cần thiết để giúp họ từng bước ổn định cuộc sống. Đây là căn nhà của bà Nguyễn Thị Hồng trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, vừa được Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố và quận Cẩm Lệ bàn giao vừa qua. Căn nhà rộng 60m², rất kiên cố và khang trang, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 80 triệu đồng. Gia đình bà Hồng là một trong những gia đình có con bị nhiễm chất độc da cam thuộc diện khó khăn nhất trên địa bàn quận, được trao căn nhà trước mùa mưa bão. Bà cảm thấy rất xúc động và vui mừng. Nhà chủ tịch của chất độc da cam đã có làng đi tới tận nơi, tận nhà tôi đã thấy hoàn cảnh như thế nào, quá là khổ, cho nên chỉ là hôm nay họ mới cho tôi, hỗ trợ cho tôi được số tiền và tôi cũng cố gắng quyết tâm để quyết tâm đồng cái nhà để cho sau này chẳng đừng có mưa gió vỗ lụt nữa. Mình đi rất là mừng, mẹ con tôi không có vượt được cái khó khăn thì cũng rất là mừng, xin cảm ơn chương trình. Đà Nẵng chúng ta cũng nằm trong cái vùng rống lũ của cái miền Trung này thôi. Cái việc mà sửa chữa nâng cấp lại nhà cho nạn nhân mà kiên cố ở mức cấp 3, cấp 4 như thế này thì có cái phần mái đúc, cửa ngõ này nhất là được nâng cao thì nó rất thuận lợi cho những cái gia đình nạn nhân. Còn trong khi đó là họ là có những cái người là thiệt thòi và ít hiểu biết và cái gần như là bị bỏ quên trong xã hội. Nhưng mà ở đây là hội nạn nhân, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm và tạo điều kiện để cho họ sửa chữa được cái nơi ở và cái cơ bản nhất là quá tốt trong cái điều kiện hiện nay. Sửa chữa nhà và xây mới nhà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam nằm trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam của Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2021, Hội đã bàn giao 6 căn nhà cho các gia đình có con em nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 300 triệu đồng, được Hội vận động, kêu gọi từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Nhằm góp phần thực hiện chủ trương chung của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Với một cái mục tiêu cuối cùng của Hội nạn nhân da cam, cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương là mong muốn làm thế nào đó để cho các hộ nạn nhân da cam nói chung có được nơi ăn chốn ở cho nó có thể gọi là đường hoàng hơn một chút, để làm cơ sở cho tạo dựng cái thu nhập ổn định của mình. Mỗi căn nhà được bàn giao là minh chứng cho việc chung tay góp sức của cộng đồng xã hội để xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân da cam dioxin, giúp họ từng bước hòa nhập vững vàng vào cuộc sống.